3,5 triệu không được, 4,5 triệu không được, xuống 3,5 triệu, 3,5 triệu xuống không được thì xuống 2,5 triệu, 2,5 triệu xuống được, bắt buộc phải xuống 1,8 triệu nha anh. Cố gắng làm sao mà chốt cho anh là trong cái cuộc gọi đấy, bởi vì nếu như khách hàng mà để sau cuộc gọi đấy khách hàng không bao giờ biết chỉnh ai hết, anh đảm bảo 90% khách hàng không bao giờ biết chỉnh ai. Cho nên là mọi người cố gắng chốt trong cuộc gọi đấy cho anh bằng mọi cách, giống như cách thanh hóa mà anh có thể chia sẻ đấy. Kiểu gì thì kiểu trong cuộc gọi đấy là phải chốt, đó là trong cuộc gọi đấy nhất định là phải chốt khách hàng.